Rồi. Mà đêm là ma, trông nó khỏe mạnh thế này nhưng mà đêm thì đau đau lắm, đến khi buổi dậy sáng dậy là cứ phải đi cộng đồng. Bây giờ thì rất khỏe. Đó thì đó là chúng ta là thói quá đó. Thói quá và chân này á, cái chân này ngắn hơn chân chân phải, ngắn hơn chân trái. Đúng rồi. Và cái nó đi vào cái ngón út á, nó tê. Nó tê. Đấy, nó tê chạy suốt. Đấy. Đó. Thì cái đó là vì, do chèn cuộc sống rồi. Là vì là nãy nói là cái cổ là vì mới cái cổ là 6 năm nay. Thế cho nên nói mà cái đó nó ảnh hưởng đến não cho nên nói cái đó trước. Còn cái lưng này là 60 năm nay rồi. Tức là hồi đó là gánh đất ở ở đường thanh niên á, đường cổ ngư để làm đường thanh niên. Làm đường thanh niên. Thế là nó bị thanh niên thủ đô mà có làm lúc bao giờ đâu. Đến khi mà đi học sau nghĩa là phải gánh nặng. Bây giờ lại nghe đoàn thanh niên đầu tiên đấy. Bây giờ tôi là lớp trưởng thành phố mẫu, người ta gánh mỗi một bên một sọt, mình gánh ba sọt. Rồi, bây xong rồi bác về ngồi gương cái cuộc sống từ hồi đó đến giờ. Rồi, bây giờ kéo ra đi, bây giờ cho thử bác này một lần nữa nha. Mọi người xem cho kỹ lại ha. Rồi, bác ngồi đi. Rồi. Hôm qua thì có một học viên, một hai học viên làm tôi đỡ cái cổ. Nhưng mà một học viên lại làm hăng quá thì vặn cái cổ tôi thì nó lại đau lắm. Đúng không? Đúng không? Xin vô, xin vô, ngồi xin vô. Khoan, khoan. Tôi muốn nhắc cho mọi người điều này nè, là khi mà mình thực hành á thì tại sao mà trong học á tôi thường thường hai người phải thực hành với nhau ha, che rồi là người này làm kia, người kia làm người nọ rồi tới đó dừng. Tại vì mình thường thường mình ham, bởi vì không ở đây á thì lắm thầy nhưng mà nhiều ma cái là rồi mình thấy là nhiều người chữa được mình cũng khoái, thấy không, rồi người này chữa người kia nữa, thấy không, thành ra là thành lợn què đó. Ấy vặn hôm qua là tôi choáng người lên. Đấy, đấy, đấy. Rồi bây giờ nè. Treo được lên giáo mà. Ngon quá ngon, không có vấn đề gì hết. Rồi, bây giờ cho bác nằm ngửa đi rồi em kéo cái chân coi nó có bị đau như vậy không. Thành đấy nha. Mọi người nhìn cho kỹ lại nha. 2 tháng của thầy là đủ các bài 16-8 rồi cùng. Thì uống rượu ớt đó, giỏi. Rồi thì chườm đá nóng, rồi thì dậm chân hô hấp không khí không vắng cần không đau không đau, cái khớp này nó lỏng thôi rồi kia đó không sao rồi. Tôi còn chạy được cơ mà. Rồi bắt nằm sắp vừa ở bạc đây đi rồi đo hai chân. Rồi bây giờ hiện nay này khoan đấy, nó cái này khi mà bác bị đau á là chân nào bị đau nhiều? Chân phải. Rồi chân phải, nhớ nha. Rồi bác nằm sắp đi. mình lấy cái chân phải á, mình lấy cái chân phải á là làm chuẩn. Rồi bây giờ đo hai chân. Rồi hả, rồi ngắn hơn đúng không? Bây giờ em kéo trước đi, đây nè, cái chân ông sẹo kìa, kéo trước. Rồi mọi người nhờ coi nha, chút xíu mình cũng làm người bạn mình cũng giống hệt vậy. Rồi chân kia luôn. Rồi bây giờ là chân bên phải ngắn phải không? Bây giờ là co lên, bây giờ đẩy xuống. Bây giờ ai cao, người nào cao mà biết đẩy. Ông này học lâu rồi. Ra đây để chỉ cho làm. Nè, mọi người nhìn này nha. Thấy không? Ngay cái xương ha. Rồi đầu gối đúng rồi. Rồi một tay vịn ngay cột sống lưng. Tôi còn có chân để đi về với vợ con nhé. Đi vào thở ra. Trước
chéo. Vậy không có được ấn số. Vậy đi luôn. Đây nè. Đây nè. Đây em xích quay ra quay nè. Đây nè. Cái này nhìn này ha. Nè, đẩy về phía này. Thấy không nè? Hít vào. Thở ra. Được chưa? Rồi. Hít mệt, hít mệt. Hít vào. Thở ra. Rồi. Thấy không? Đẩy về phía đó. Ok. Rồi, bây giờ bằng lại rồi. Thấy không? Rồi, bây giờ nằm trở lại đi, nằm ngửa. Quay đầu đi. Kéo này xuống chút xíu cho thầy kéo cho. Rồi rồi. Xin lên chung, xin lên chung xin. Bác lui lên đây chị. Rồi rồi, ok. Được, lên đi nè. Tí nữa, Bác lên. Đau đầu lên đây. Rồi. Rồi, lỏng, thả lỏng đây. Thế ngồi nhẹ nhàng, lên cũng nhẹ nhàng thôi. Cái này cuốn xuống lưng. Rồi, thả lỏng mềm ra. Mềm ra đúng rồi đó. Cổ này. Rồi, ai bẻ lưng to con bẻ lưng. Không phải to con mới được. Nàng yêu. Thế là không ai tranh được. Rồi kéo chân cái thằng. Mình phải lăn bột. Thấy không? Mà khi mà đè xuống á là mình dùng cái cả cơ cái sức nặng mình chứ không phải là mình bẻ tay, thấy không? Cái tuổi này là coi như là chân này là này con lên. Bác nằm luôn ra đấy tí, luôn ra tí. Rồi được rồi. Ok. Rồi. Ông được chịu đau rồi. Chịu đau. Đấy, không, bác này chịu đòn. Nói là biết là bác này chịu đòn giỏi lắm. Không người nè. Lấy ông cái mượn cái gói nằm cho thoải mái kia. Anh bấm tôi đau lắm rồi. À, biết là đau lắm. À thế à? Giờ là tôi bấm không đau đâu. Cái này á là chủ yếu là cái gân thôi. Mình nắng gân đó, cái này không đâu có đau đâu. Không, cái này anh phải học cái lớp căn bản á, người ta sẽ chỉ cho anh cái ngấn, tại cái đó là cái ngấn cái gân á, là phải điềm được cái gân, em nè, bật thấy chưa? Đó. Ok. Đi. Thầy ơi, chắc ông đi phục bài nhiều rồi. Không, ông này á, ông chịu con gái là ông chịu khó. Ông thực hiện mấy cái bài mình đã nói ha, là nhịn ăn, hút không khí, chườm đá, nhiêu đó nó đã giúp cho mình cải thiện hết 50% rồi.